Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Nối tiếp buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi vui mừng chào đón bạn Yến Phạm. Bạn là cán bộ tuyển sinh của Đại học Canberra tại thủ đô Canberra của Úc đến để chia sẻ cùng chúng ta thông tin về chương trình học bổng của trường năm học 2021. Xin chào Yến. Dạ vâng. Xin chào các vị phụ huynh và các bạn học sinh. Mình là Yến, mình là đại diện tuyển sinh của trường Đại học Canberra tại Việt Nam. Yến ơi, mình được biết rằng là trường Đại học Canberra thì luôn luôn có quỹ học bổng dành cho sinh viên quốc tế nói chung và dành cho sinh viên Việt Nam nói riêng. Không biết là năm 2021 tới đây thì trường có chương trình học bổng dành cho các em học sinh như thế nào? Dạ vâng, đúng rồi chị Hạnh ạ. Thời điểm hiện nay là trường đã có cái thông tin mới nhất về cái mức học bổng dành cho các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế trong năm 2021. Thì có 3 mức hiện nay trường đang dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Mức đầu tiên là mức 10%, điểm trung bình lớp 12 của các bạn được yêu cầu là từ 7,0 trở lên. Còn các bạn tốt nghiệp đại học thì cần điểm trung bình là từ 6,5 trở lên ạ. Mức số 2 chính là mức 20% học phí của chương trình cử nhân và thạc sĩ. Thì điểm trung bình lớp 12 của các bạn yêu cầu là từ 8,5 trở lên. Với các bạn đại học thì điểm trung bình cần từ 8,0 trở lên ạ. Và cuối cùng chính là mức học bổng 25%. Mức học bổng 25% này yêu cầu các bạn có trung bình lớp 12 là từ 7,0 trở lên thôi ạ. Và đối với các bạn đại học thì mình chỉ cần có từ 6,5 trở lên. Tuy vậy, mức học bổng này chỉ áp dụng cho một số ngành ở cử bậc cử nhân và bậc thạc sĩ ạ. Yến ơi, Yến vừa kể đến là cái mức học bổng số 3 là chỉ áp dụng cho một số ngành. Vậy thì cụ thể là những ngành nào thì được cái mức học bổng đó? Dạ vâng ạ, đối với cái mức học bổng 25% thì có một số các cái ngành nghề được áp dụng. Đầu tiên có thể kể đến ở bậc cử nhân thì mình sẽ áp dụng cho chương trình kinh tế quốc tế, chương trình về IT và software engineering, và cuối cùng mình sẽ có là chương trình về digital media và interaction design ạ. Đối với bậc thạc sĩ thì có một số chương trình được áp dụng như sau, đó chính là chương trình thạc sĩ luật, thạc sĩ marketing, thạc sĩ về mặt quản trị nhân sự, thạc sĩ về kinh doanh quốc tế và cuối cùng là thạc sĩ khoa học dữ liệu. Cảm ơn Yến về những thông tin vừa rồi. Mình thấy là hiện nay thì có một số em học sinh thì sẽ học chương trình từ dự bị, sau đó chuyển tiếp vào đại học năm 1 hoặc là cao đẳng và liên thông vào đại học năm 2. Thì mình rất là muốn biết là những em học sinh như vậy á, thì có thể có cơ hội nhận được học bổng của trường Đại học Canberra không? Dạ vâng ạ. Với các bạn mà đi qua chương trình liên thông thì hiện nay mức học bổng 10, 20, 25% sẽ được áp dụng cho các bạn đi qua chương trình cao đẳng và vào năm thứ hai đại học của trường. Thì các bạn sẽ hoàn toàn có cơ hội nhận được cả học bổng cao đẳng và học bổng của đại học cho năm thứ hai và năm thứ ba khi các bạn nhập học vào bậc cử nhân ạ. Cảm ơn Yến về những thông tin vừa rồi. Yến có thể vui lòng chia sẻ là trường mình có những kỳ khai giảng vào tháng nào trong năm và các em học sinh từ Việt Nam nên hồ sơ xin học bổng khi nào? Dạ vâng ạ, cái thời điểm mà nộp hồ sơ quan trọng rất là nhiều cho các bạn trong việc là các bạn có nhận được học bổng hay không, hay là các bạn có đủ thời gian để xin visa cũng như chuẩn bị hồ sơ hay không. Thì Yến mong các bạn nhớ rõ dùm Yến rằng là kỳ nhập học của trường Đại học Canberra có hai kỳ nhập học chính, đó chính là kỳ tháng 2 và kỳ tháng 8. Và các bạn thường thì nên chuẩn bị hồ sơ từ 3 tháng đến 6 tháng trước khi nhập học. Chính vì vậy các bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị giấy tờ hồ sơ cũng như là viết những cái bài luận yêu cầu bởi trường. Ngoài ra thì mình sẽ có đủ thời gian để làm visa nữa. Và cái học bổng thì luôn luôn đến cho những cái bạn mà nộp hồ sơ đầu tiên. Vậy nên các bạn nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, nó cũng sẽ tăng cho các bạn cái tỷ lệ là các bạn có được nhận được học bổng hay không ạ. Rất là cảm ơn Yến đã dành thời gian chia sẻ những thông tin về học bổng của Đại học Canberra trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi mong rằng những em học sinh theo dõi nội dung chia sẻ ngày hôm nay sẽ có cơ hội nhận được học bổng của Đại học Canberra. Và nếu các em có quan tâm những cái thông tin về Đại học Canberra và chương trình học bổng của trường, xin mời liên hệ với số điện thoại mà chúng tôi cung cấp trên màn hình này. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.